Ca sĩ bán dầu, ai mua dầu không? Gì mà ca sĩ bán dầu? Dầu. Đây là dầu do gia đình tiên tự làm. Vì dầu ở ngoài thì hơi bị sợ là có chất bảo quản ảnh hưởng sức khỏe gia đình, cho nên là mua cái máy để ép dầu thủ công. Dầu lạc hả? Dầu lạc có thể là dầu dương nè, rồi dầu mè nè, những cái dầu nào mà tốt, ví dụ như là dầu hạnh nhân chẳng hạn, nó sẽ tốt cho sức khỏe của mình hơn. Thay mặt ngoài thì dầu thì cũng hơi sợ chất bảo quản. Đây là làm đậu phộng, dầu đậu phộng. Đậu phộng này thì mình sẽ mua về, mình lựa những cái trái nào mà bị sâu á sẽ bỏ đi, còn những cái trái nào mà không bị sâu á mình để lại, mình rửa cho nó sạch thì là sạch. Xong rồi sau đó mình mới đem cho mình ép ra dầu. Dầu này với dầu siêu thị khác nhau như thế nào? Hôm nay quảng cáo hay gì? Không biết khác nhau chỗ nào. Dầu ở siêu thị thì được bày bán ở trên siêu thị, còn dầu này thì chỉ có tiên mới có thôi. Nên là sự khác nhau là như vậy. Dầu này là không có hóa chất, để được bao lâu? Thực ra cũng không biết là hóa chất như thế nào, nhưng mà mình làm thì mình sẽ cảm thấy an toàn hơn. Nếu mà dầu này thì mình tự ép ra, mình xài được trong vòng khoảng tuần, hơn tuần thôi. Còn dầu ở ngoài bán thì có thể là họ sử dụng cái phương pháp nào đó mà để được rất là lâu. Mà cái quan trọng là ép dầu này rất là mắc. Một ký dầu, một ký đậu phộng như vậy 80 ngàn, mà ép cả ngày trời mới được có một chút xíu. Đây, ký đậu phộng ép được có bao nhiêu đây thôi, nên lại giờ phải mua thêm một ký đậu phộng ép thêm. Chắc là 2 ký đậu phộng là được bao nhiêu đây, là 160 ngàn, chỉ được có bao nhiêu đây thôi. Còn trong khi là một chai dầu ở ngoài tiệm họ bán chỉ có 60-80 ngàn một chai đầy mấy lít luôn. Thay mặt gia đình cảm ơn mẹ đã tiết kiệm tiền cho gia đình. Nè, mọi người nhìn nè, dầu nè. Nè, ép ra dầu nó sẽ trong như vậy nè. Đó. Mà lâu thiệt lâu mới được bao nhiêu dầu đó đó. Phải kéo cho nó xuống, để không thôi là nó bị thì khét. Với lại nó sẽ không đều. Không đều thì nó sẽ không có ép ra dầu nha, mà nó sẽ làm lâu bị cháy máy, cháy luôn cả cái dầu này nữa. Nhưng mà làm rất là vất vả luôn. Nhưng mà được cái là khi mà dầu mình làm thì nó sẽ an toàn hơn, nó tự tin hơn khi sử dụng. Đây là bà dầu, đây là bà của đầu phòng đó này. Đây là dầu ép 1 ký. Đây. Đây là 1 ký đậu phộng. 1 ký đậu phộng. 1 ký đậu phộng 80 ngàn. 1 ký đậu phộng 80 ngàn. Ép 1 ngày trời mới được có bao nhiêu đây. Ít quá cho nên phải mua thêm 1 ký đậu phộng nữa. Nè, mình được ép từ nãy tới giờ.